Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Ngày hôm nay thì Xuân Đức sẽ mang tới cho anh em một sản phẩm, đó chính là máy hàn mix dây xích NB250E đã được bán chạy nhất của hãng dây xích. Và với sản phẩm này thì thường được ứng dụng trong các xưởng cơ khí sử dụng nguồn 220V vừa và lớn, chuyên để chế tạo các linh kiện của ô tô, xe máy, xe đạp hay là máy móc hạng nặng, hoặc là cũng được sử dụng trong các xưởng cơ khí được chế tạo từ vật liệu sắt, thép hay là inox, yêu cầu mối hàn có chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Và bây giờ hãy cùng tìm hiểu chuyên sâu về bộ sản phẩm này nhé. Dây xích NB250E thuộc công nghệ IGBT và inverter tân tiến, nhờ vậy mà chịu được tải cao, sử dụng liên tục mà không lo quá tải, tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm năng lượng, chi phí sử dụng, điều khiển chính xác, một hồ quang nhạy, dễ hàn, cho mối hàn đẹp và chắc chắn. Sản phẩm này sử dụng nguồn điện thế 220V, cấp dây liền, hoạt động được ngay cả khi điện thế yếu lớn hơn 180V, nhờ tính năng bù áp mà không làm hao tổn tới tuổi thọ của máy, cũng như chất lượng của mối hàn, có khả năng kiểm soát hoạt động, tự ngắt bảo vệ máy nếu quá dòng, quá tải. Dây xích mix NB250E hoạt động với công suất định mức 12.6kVA, dòng hàn từ 15 đến 250A, sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8, 0.9, 1.0mm. Trong đó, hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8 đến 5.0mm, hiệu suất 100%. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 đến 4.0mm, hiệu suất 60 đến 80%. Đặc biệt là dây xích NB250E hàn tốt các loại kim loại mỏng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không lo thủng mối hàn. Chính vì vậy mà mix dây xích 250E chuyên sản xuất các linh kiện của máy móc, ô tô, xe máy, xe đạp, ví dụ như là bô xe, khung xe hay là thùng xe bán tải, những vị trí phải chịu sự mài mòn hay là nhiệt độ cao. Vì thế sử dụng sản phẩm chất lượng mix dây xích 250E mới tạo và mang đến sự bền chắc cho sản phẩm được. Chọn bộ sản phẩm này bao gồm một máy hàn mix dây xích 250E, một súng hàn QTB dài 3m, một kẹp mask dài 3m, một đồng hồ CO2, một dây dẫn khí dài 3m, bếp hàn và dây thít để làm chặt ống dẫn khí. Tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền Anh Quốc, từ phụ kiện, linh kiện cho tới kết cấu máy đều được làm rất tốt và hoàn hảo. Cụ thể, máy hàn mix dây xích 250E có trọng lượng 26,5kg, vỏ máy bằng hợp kim, độ cứng cao, sơn tĩnh điện màu cam bền màu, chống rỉ sét. Các chi tiết bên trong máy được nối ghép chắc chắn, linh kiện được bọc keo chống ẩm, độ kín cao, nên có khả năng chống bụi, chống nước an toàn theo tiêu chuẩn IP21. Súng hàn mix và kẹp mask được làm bằng lõi đồng 100%, tính dẫn điện cao, bọc cao su mềm dẻo, khó đứt gãy. Đây là phụ kiện tiêu chuẩn để đi kèm với máy. Nếu sau này anh em muốn thay mới phụ kiện, đổi model hay là thay súng dài hơn thì bên mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho anh em. Giao diện máy đơn giản, dễ sử dụng, gồm có đồng hồ hiển thị dòng hàn và điện áp, đèn báo quá nhiệt, quá dòng, núm điều chỉnh tốc độ dây, núm điều chỉnh dòng hàn ampe, núm điều chỉnh điện áp V, nút ấn tua dây nhanh, chậm, jack kết nối súng mic và jack kết nối kẹp mask. Còn đây là vị trí lắp cuộn dây hàn, sử dụng được cuộn dây 15kg đối với dây 0.8mm. Vị trí luồn dây hàn qua đây và bánh xe tải dây sẽ được lắp ở vị trí này. Hiện nay trên thị trường thì các sản phẩm của dây xích được làm giả rất là nhiều. Bởi vì thế anh em hãy lưu ý vào những đặc điểm sau đây để không mua phải hàng kém chất lượng nhé. Trên thân máy sẽ có số seri của máy, cùng với đó là tem chống hàng giả và mã cào để kích hoạt vòi điện tử, mà trên hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ không có điều này. Hiện tại thì sản phẩm này đã được bán tại Máy Đo Chuyên Dụng với mức giá là 9.760.000 đồng và thời gian bảo hành là 18 tháng cho anh em. Nếu anh em muốn sở hữu sản phẩm này, hãy liên hệ trực tiếp từ hotline 0904 810 817, hoặc truy cập ngay vào website máy đo chuyên dụng.com để được lắng nghe thêm những tư vấn kỹ càng hơn về bộ sản phẩm này nhé. Xem xong video, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em